còn mấy phút. Mấy bạn cho mình mấy phút đây. Cho 10 phút, cô xin 3 phút, cộng cường phút nữa là 4 phút. Cô Vân này vui. Thật sự á, nếu mà bình thường á, bà kêu cô lên sân khấu cố lên đâu. Bà cô kêu cô nói, cô cũng không nói đâu. Xin lỗi, cô với cô la khang tiếng rồi. Nhưng mà thấy con trên sân khấu là muốn chạy lên hả? Không kỳ vậy đó. Con nè, con nhìn nè, bữa nay cô xăm mình dữ lắm, nó lên đây nhậu không? Cầm trước đi. Cô Vân thì chỉ có xăm. Để đây, cô Vân xăm. Cô Yến ở Washington DC, bạn của cô Vân xăm 33 năm rồi. Cô Yến mắc nợ con nhiều quá. Mắc tiêu luôn. Ráng tìm cái sợi dây mà phải có màu xanh lục chuối nữa mới ghê nè. Tặng cho con Mười Vân cười. Hai chỉ vàng. Cô Yến ở DNC Washington. Cô hỏi cô Yến vậy nè. Cô Yến ơi, già rồi làm chi dữ vậy? Cô Yến nói á, già rồi làm cho Hồ Văn Cường. Cảm ơn cô Yến nhiều đúng không? Trong đây cũng có một lá thư của cô Yến trong đây, tràn đầy nước mắt luôn nha con. Khóc quá. Đúng rồi, phải cho cái nét nhạc này nè. Mà Yến một người giống tôi, thương con nhiều lắm, thương con nhiều nhiều lắm luôn. Bởi vì con biết mấy mẹ nè, mấy bà nè, mấy cô mấy chú đến đây không phải nghe tiếng hát của con mà là đứng nghe con nói nữa nè. Giờ con hỏi đó, con đứng nói tiếng đồng hồ cũng được luôn á. Muốn nhìn trực tiếp con, muốn thấy nụ cười của con, muốn nhìn Hồ Văn Cường khỏe. Đúng muốn rồi. Nhìn trực tiếp Hồ Văn Cường thật sự khỏe mạnh mà có một nụ cười rất dễ thương. Nụ cười của Hồ Văn Cường cũng độc quyền của ổng á, ổng có đụng hàng luôn. Cảm ơn cô. Đứng nào nghe cổ nói mà chảy mồ hôi. Quên bà gì, quên mất tiêu rồi.